tao tức quá, 2-3 giờ sáng đáng lẽ giờ này tao ngủ rồi mà tao phải dựng đầu dậy tao quay clip. Em kể cho mọi người nghe một câu chuyện, trời ơi câu chuyện này cảm lạnh luôn chứ phải cảm động đâu. Chuẩn bị đi ngủ rồi, có đứa nhắn tin kêu chị ơi em buồn quá. Cái mình đang rảnh mình đâu có gì làm nữa, mình cũng trả lời hỏi sao buồn em. Cái kêu em người yêu em chia tay rồi. Cái mình hỏi qua hỏi lại mới biết thằng này đua xe, chơi xe độ, báo thủ. Xong con yêu chán quá chia tay, nó chia tay mày là đúng. Mà gặp tao là tao như là ông bảo hiểm, nó cầm mà tao vớ đầu canh 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 chứ đừng nhẫn mặt nha. Mà tự hào lắm mà khoe coi như là hả. Em nói thiệt với chị chứ mấy thằng chơi xe độ chung với em nha, một tháng nó vô bệnh viện mấy lần luôn. Còn em là coi như là tháng vô có 4-5 lần, chia bình quân ra tuần vô lần hả bé. Là coi như là chết vết thương cũ chưa kịp lành là vết thương mới đắp vô luôn. Coi như là đắp bồ thẹo luôn đúng không. Mà tự hào lắm khoe nghe. Em nói thiệt với chị, cuộc đời em là báo cha báo mẹ chứ em chưa giờ em báo người yêu em hết trơn. Vậy mà nó bỏ em tại mày có hiếu quá. Em có hiếu kinh khủng. Em coi như là công đức sinh thành làm con phải hiếu, cài bông hoa hồng là em đó bé. Wow. Một cái ca coi như là khó. Mình cũng hoan hỷ. Mình cũng thôi em đừng buồn nha. Mình cũng an ủi mà. Tao vừa an ủi mà tao vừa muốn vỗ cái màn hình. Anh em mới kêu chị ơi hát tặng em bài Đừng Quên Tên Anh đi. Em biết là con người yêu cũ em hay coi clip của chị lắm. Chị hát đi biết đâu được. Em kể chuyện ra là nó nghe được, nó quay lại với em. Mô Phật, nó quay lại với mày, mày chặt cái đầu tao mày làm gối nằm. Ok, hát tặng em nha. Ok, đừng quên tên anh nha. Đừng quên tên anh một báo thủ nha. Tao nghĩ nó quên mày lẹ lắm đó. Nha. Bớt báo lại nha em nha. Mà em đã vội buông tay, ngoài kia bao la sóng gió. Đừng quên tên anh một báo thủ. Đừng quên đôi môi ánh mắt hay giọng nói trầm lặng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. Và hãy nhớ anh đã là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chia tay. Nỗi đau phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya nước mắt tuôn rơi. Chị chúc em là sớm mau khỏe rồi về đua cái giải bát nhang vàng nha em nha. Chúc em mau khỏe nha bé ơi, hoan hỷ nha bé nha. Đêm là 2-3 giờ sáng rồi nha.